Kính thưa quý vị mục sư nhiệm chức truyền đạo, nữ truyền đạo, các quý vị mục sư hưu trí và tất cả các quý vị trong ban trị sự chấp sự các hội thánh cũng như ở tại Plechamre và kính thưa quý vị lãnh đạo của các cơ quan chính quyền đến tham dự chương trình buổi sáng hôm nay. Chúng ta cảm ơn Chúa vì ở tại phía nam của thành phố Pleiku trong phường Chi Lăng này, hôm nay có một hội thánh được công nhận là chi hội chính thức của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam. Và chúng ta thấy rằng đây là một cái điều lạ lùng, Chúa đã ban phước cho hội thánh của Chúa tại đây trong những hoàn cảnh rất là khó khăn, tưởng chừng như là không thể nào có được một chi hội. Nhưng bây giờ Chúa cho, điều chúng ta ước ao, điều chúng ta cầu nguyện đã được Chúa cho một cách thành tựu tốt đẹp. Khi tôi đọc cái tiểu sử của hội thánh của Chúa và tôi nhìn lại cái tiểu sử của hội thánh đầu tiên, trong khi được hội thánh được thành lập trong ngày lễ ngũ tuần, thì chúng ta thấy có nhiều điều rất giống nhau. Giữa một hoàn cảnh khó khăn của hội thánh đầu tiên bị chính quyền của La Mã cũng như của giáo quyền Do Thái tìm mọi cách ngăn chặn khi hội thánh mới thành lập. Rồi chúng ta cũng thấy có nhiều khó khăn của chúng ta khi mà hội thánh Plechamre đã gặp trong những thời kỳ quá khó khăn. Nhưng tạ ơn Chúa, 60 năm trước, những hạt giống tin lành được rao ra tại làng này, nhưng mà chưa có kết quả. 40 năm sau, thì chúng ta thấy rằng có một vài người bắt đầu tin Chúa. Và qua lời của Chúa, được rao giảng, được làm chứng, thì chúng ta thấy rằng có nhiều người tin Chúa, có lúc lên đến hơn 350 người. Nhưng rồi cũng có những sóng gió khó khăn xảy ra, đến nỗi hội thánh phải được sáp nhập vào trong hội thánh Rai Lăng, vì đây là sự khó khăn phải chịu. Nhưng các con cái của Chúa vẫn trung tín, vẫn sinh hoạt, vẫn nhóm lại, dù có nhiều sự ngăn trở. Do vậy thì Chúa cho sau này nhà nước thấy được nhu cầu của hội thánh và công nhận chi hội cho Plechamre được trở thành một chi hội chính thức, cũng như Tổng Liên Hội đã công nhận như vậy. Khi đã có một cái chi hội rồi, đã có những sự sinh hoạt rồi, thì chúng ta thấy rằng hội thánh cần phải phát triển. Hiện nay hội thánh chưa có một ngôi nhà thờ đầy đủ, rộng rãi để cho con cái Chúa sinh hoạt. Cái điều ước ao của chúng ta là làm sao hội thánh Chúa tại đây sẽ xây được một ngôi nhà thờ khang trang. Chúng ta thấy Chúa cho có một khu đất rộng rãi, đẹp đẽ, nhưng mà ngôi nhà thờ chưa có, dù rằng chúng ta có một ngôi nhà nguyện nhỏ để sinh hoạt thôi. Chúng ta cũng có một ban chấp sự, chúng ta cũng có những cái sự ban ngành của các hội thánh. Và khi ban hát của hội thánh Plechamre lên tôn vinh Chúa, tôi rất cảm động, bởi vì ban hát rất là đông, hát rất là rập ràng, rất là hay, và ngợi khen Chúa trong cái tinh thần của những người được Chúa ban phước. Vì vậy chúng ta mong ước rằng hội thánh của Chúa sẽ mỗi ngày một phát triển kể từ nơi này. Và vì vậy, dựa vào những sự phát triển của hội thánh của Chúa trong thời các sứ đồ như là một cái gương sáng, tôi muốn nói đến cái sứ điệp phát triển hội thánh dành cho hội thánh Chúa ở tại
Lê Trần Nét, anh em đã có chi hội, đã được công nhận, đã có tín đồ, nhưng mà chúng ta cần phải có những sự phát triển mạnh mẽ hơn, phát triển về chiều sâu, phát triển về chiều rộng. Hội thánh đầu tiên phát triển là do bắt đầu họ đã học lời Chúa, họ đã yêu mến Chúa, họ đã kính sợ Chúa, họ đã vâng lời Chúa. Đến nỗi như Phaolô nói rằng, dầu tôi có mặt hay không có mặt thì anh em cũng hết lòng để vâng lời. Và ông nói rằng sự vâng lời Chúa để cho anh em được vững vàng trong đức tin và càng ngày càng phát triển hội thánh của Chúa. Và khi mà chúng ta có một sự phát triển về chiều sâu, con cái của Chúa ý thức được lời của Đức Chúa Trời là giá trị cho đời sống thuộc linh của mình. Con cái của Chúa có một cái tâm tình yêu mến Chúa, yêu mến nhau và sống trong sự hòa hiệp, thì Đức Chúa Trời ban phước cho hội thánh để mỗi ngày Chúa sẽ lấy thêm những kẻ được cứu thêm vào trong hội thánh. Phát triển hội thánh, đó là một cái điều quan trọng và mục tiêu của mỗi hội thánh, và có trách nhiệm của mỗi một cơ đốc nhân của chúng ta. Trong Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 19-20, Chúa Giê-xu nói với các môn đồ rằng: hết thảy quyền phép trên trời dưới đất đã giao cho ta, vậy hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ ta, hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ và dạy họ giữ mọi điều mà ta truyền cho các người. Và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Chúa nói rằng quyền phép trên trời dưới đất Chúa đã nắm, vì Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng. Và đồng thời Chúa bảo con cái của Chúa phải đi chia sẻ lời Chúa, chia sẻ cho những người chung quanh, rồi thực hiện mục vụ đó là nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Đức Thánh Linh làm phép báp têm cho họ và dạy họ giữ tất cả mọi điều Chúa truyền cho. Và Chúa hứa rằng ta ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Sứ mạng Chúa giao chúng ta rất là khó khăn, nhưng cái điều Chúa an ủi chúng ta là quyền phép trên trời dưới đất đã giao cho Chúa. Và Chúa nói rằng ta ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Chính vì vậy mà Chúa Giê-xu đã tuyên phán với các môn đồ rằng: ta lập hội thánh ta trên đá này, các cửa của âm phủ không thắng được hội đó. Bởi vì Chúa ở giữa hội thánh, Chúa hành động trong hội thánh, Chúa ban ơn cho hội thánh của Chúa. Mạng lệnh của Chúa Giê-xu ban cho các môn đồ trong ngày lễ ngũ tuần đó là gì? Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, xứ Giu-đê, xứ Samari, cho đến cùng trời đất. Cái điều mà Chúa Giê-xu nhắc nhở thì đã được thực hiện trong ngày lễ ngũ tuần khi Đức Thánh Linh giáng lâm. Trong tuần lễ vừa qua, chúng ta đã kỷ niệm lễ Đức Thánh Linh, kỷ niệm Đức Thánh Linh giáng lâm. Và hội thánh của Chúa đã được học về Đức Thánh Linh. Hội thánh của Chúa đã thấy được cái mạng lệnh mà Chúa đã truyền cho chúng ta trong công tác truyền giảng tin lành. Theo công vụ sứ đồ đoạn 1 câu 8 thì cái phạm vi để mở rộng nước Chúa là cả trái đất này. Nhưng thực hiện cái vấn đề đấy là từ gần đến xa, từ Jerusalem đến Giu-đê, đến Samari và đến cùng trái đất. Từ gần gũi chúng ta là bà con chúng ta, anh em chúng ta, bạn hữu chúng ta, láng giềng chúng ta, rồi những người chung quanh chúng ta. Đó là cái chương trình của Chúa muốn cho con cái của Chúa sống ở nơi nào, bày tỏ tin lành của Chúa, bày tỏ một nếp sống tốt đẹp của những người có Chúa, để cho những người gia đình nhìn thấy, để cho những người chung quanh nhìn thấy, rồi từ từ họ sẽ biết được Chúa là đấng quyền năng, đấng cứu rỗi, để đem lại cho họ một cái đời sống phước hạnh và tin Chúa. Đúng như lời Chúa nói rằng tin lành là quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu những kẻ tin. Từ những người say sưa ma túy,
mê tín dị đoan đến những cái người làm cái điều rất là xấu xa. Nhưng mà khi họ đã tin Chúa thì Chúa thay đổi một cách rất là lạ lùng, đến nỗi ai thấy cũng ngạc nhiên vì họ đã có một đời sống đổi mới. Đến nỗi ở tại thành Antioch ngày xưa, khi người ta thấy đời sống con cái của Chúa thay đổi một cách lạ lùng thì họ đặt tên cho tín đồ là gì? Cơ đốc nhân. Cơ đốc nhân là người của Chúa, người của Chúa Giê-xu. Bởi vì họ thấy đời sống tín đồ sống giống như Chúa Giê-xu, yêu thương, tha thứ và có một đời sống tốt đẹp để làm gương. Cho nên chính những người ngoài đó đặt cái danh hiệu cho người tín đồ đầu tiên, đó là cơ đốc nhân. Ngày nay chúng ta cũng phải có thực hiện như vậy. Nếu chúng ta mà không có một đời sống tốt thì người ta sẽ đặt vấn đề là anh đó là tin lành phải không? Tại sao tin lành là sống như thế? Nhưng mà nếu chúng ta sống tốt thì nó đúng rồi, những người tin lành là như thế. Tôi có đọc một tờ báo văn hóa thể thao của thành phố Hồ Chí Minh cũng khá lâu lắm rồi. Họ nói về hai cái vận động viên hay là cầu thủ, hai cầu thủ bóng đá nổi tiếng thế giới lúc bây giờ. Một người là Kaká người Brazil, một người là Ronaldo người Bồ Đào Nha. Và trong bài báo đó viết rất rõ ràng, tôi còn nhớ như in, nói rằng Kaká là người tín đồ tin lành và anh có một đời sống cũng như cái công việc của anh, cái phong thái của anh trong khi mà anh thi đấu rất là nhẹ nhàng, rất là tốt đẹp. Rồi anh họ nói thêm rằng vì là tín đồ tin lành cho nên Kaká đã luôn luôn chơi bóng một cách rất là đẹp, rất là tốt và không bao giờ có ý trả đũa những người khác chơi xấu anh. Còn Ronaldo thì sao? Ở nước Ronaldo cũng là một cầu thủ cho đến bây giờ cũng rất là giỏi, ghi bàn nhiều lắm. Nhưng mà anh ta chơi bóng với thái độ là cao có, hay là có những cái cung cách là hơn thua đến nỗi có thể trả đũa như người ta bất cứ lúc nào. Tôi đọc bài báo đó tôi rất là cảm động, bởi vì thấy rằng một người tín đồ tin lành mà được người ta ca tụng, mà trong cái tờ báo văn hóa thể thao của thành phố Hồ Chí Minh đã viết cái gì đó, thì tôi thấy đó là một cái điều để nêu cho chúng ta biết rõ, muốn phát triển hội thánh, muốn cho người khác biết đến Chúa thì đời sống của chúng ta phải có sự thay đổi để những người chung quanh chúng ta có thể thực hiện được. Các môn đệ của Chúa đã khởi đầu trong việc truyền giảng tin lành ở tại Jerusalem. Đầu tiên là các sứ đồ, các môn đồ thân cận của Chúa. Trong ngày lễ ngũ tuần, ông Phi-e-rơ và các sứ đồ đã giảng, đã làm chứng và có 3.000 người tin Chúa ở tại Jerusalem. Và trong khi mà khó khăn là kết quả như vậy thì những kẻ giáo quyền Do Thái đã kêu các ông sứ đồ lại và nói rằng ta cấm tiệt các ngươi không lấy danh Giê-xu mà giảng và dạy nữa. Nhưng mà các sứ đồ, các môn đồ vẫn trung kiên giảng dạy. Đến nỗi khi họ bị bắt bỏ tù thì Chúa giải cứu họ ra khỏi tù và đồng thời nói rằng hãy đi trường mạc và rao giảng những điều mà Chúa đã truyền cho các người. Đến nỗi một ngày kia tin lành được rao giảng khắp mọi nơi trong thành phố Jerusalem cũng như xứ Galilê, xứ Giu-đê. Thì các thầy thông giáo, các đạo sĩ Do Thái mới kêu mấy các sứ đồ đấy và nói rằng ta đã cấm tiệt các ngươi không được lấy danh đó mà dạy và dỗ. Nhưng tại sao bây giờ các ngươi đã làm cho Jerusalem đầy dẫy đạo giáo mình? Họ truyền giảng tại Jerusalem, giảng tại Giu-đê. Ngay cả một ông chấp sự tên là Ê-tiên, ông là người Kinh Thánh mô tả là người được đầy đức tin và đầy đức thánh linh. Ông giảng dạy có quyền năng, đến nỗi người ta phải tranh cạnh với ông và tìm mọi cách để bác bẻ. Nhưng mà họ không thể làm được, bởi vì ông được sự khôn ngoan từ nơi Chúa ban cho. Vì vậy ông giảng cách đầy ơn của Chúa, nói về lịch sử của dân Israel, nói về chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho dân sự của Chúa. Đến nỗi người ta bắt ông kéo ra khỏi thành Jerusalem rồi ném đá ông chết.
người tử đạo đầu tiên, một chấp sự hy sinh vì công việc của Chúa. Và đạo của Chúa cứ tràn lan ra. Đến nỗi sau này có một cơn bắt bớ dữ tợn, các sứ đồ thì vẫn ở tại Jerusalem để bảo tồn cái thành quả còn lại, còn tất cả những tín đồ khác đều phải chạy nơi này nơi khác. Và Kinh Thánh nói rằng họ đi đến đâu thì họ truyền giảng tin lành đến đó. Ngay cả một ông chấp sự là ông Philip, Chúa cho ông cũng đi với cái đoàn người đó để lánh nạn, nhưng mà để truyền giảng. Ông đi đến tại thành Samari, Giu-đê, thành Jerusalem xứ Giu-đê, rồi đến xứ Samari truyền giảng tin lành đó. Đoàn dân nghe người giảng và thấy có phép lạ người làm thì đồng lòng nghe lời giảng của Chúa. Kể cả ông Simon là một thuộc sĩ, là một thầy phù thủy, thấy lạ lùng quá cũng tin nhận Chúa Giê-xu. Và Kinh Thánh nói rằng nhiều người tin Chúa, cho nên cả thành vui mừng khôn xiết. Ồ, cảm ơn Chúa quá. Rồi trong khi thành công ở tại Samari đó, thì một ngày kia ông nghe tiếng Chúa phán: hỡi Philip, ngươi hãy đứng dậy rời khỏi thành này và đi đến một nơi xa xôi ở phía nam, con đường đi về Gaza. Gaza là chúng ta nhớ xưa nay là chỗ mà Israel với lại Palestine đánh nhau đó, ở Gaza. Thì chúng ta thấy là đi về đó, đường đó. Thì ông Philip vâng lời Chúa và đi. Và Kinh Thánh cho biết rằng ông đi đến nơi đó là nơi vắng vẻ, nhưng mà ông Philip sẵn sàng đi. Cho nên cuối cùng thì chúng ta thấy rằng ông đi đến nơi đó thì chỉ gặp một người thôi. Đó là một quan quan Ethiopia, là quan hầu của nữ vương Candace xứ Ethiopia. Và ông này đang đi thờ phượng vì ông theo Do Thái giáo. Cho nên ông đã đi về, từ Jerusalem đi về thì gặp Philip. Ông ngồi ông đọc Kinh Thánh, sách Ê-sai 53. Và ông Philip được Chúa bảo rằng hãy chạy gần và theo kịp xe đó. Ông chạy theo và ông nghe ông này đọc. Trong Ê-sai 53 ông hỏi: ông có hiểu điều ông đọc không? Ông nói rằng nếu không ai giải thích thì làm sao tôi hiểu được. Rồi ông dừng xe lại, mời ông Philip lên xe, rồi hai người cùng đi. Chạy, rồi ông hỏi: đoạn Kinh Thánh này nói về ai? Nói về vị tiên tri hay nói về người nào? Và Kinh Thánh cho biết rằng Philip từ chỗ đó giảng giải về cái Ê-sai 53, nói về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và cuối cùng người Ethiopia này tin Chúa, chịu báp têm, rồi đi về xứ Phi Châu để truyền giảng tin lành. Như vậy thì rõ ràng tin lành chỉ trong một thời gian ngắn thì người ta đã lan rộng ra từ Jerusalem, xứ Giu-đê, xứ Samari và cho đến cùng trái đất. Đạo của Chúa đã đến tại Việt Nam chúng ta từ năm 1911 tại Đà Nẵng. Từ Đà Nẵng tin lành được phát triển ra miền Bắc, vào miền Nam, đến những cái vùng xa xôi hẻo lánh và lên cả vùng cao nguyên của chúng ta, để rồi tin lành của Chúa ngày hôm nay đã phát triển khắp tất cả các tỉnh thành ở tại Việt Nam chúng ta, đặc biệt là ở miền Nam chúng ta. Thì chúng ta thấy rằng tin lành được phát triển mạnh mẽ. Vậy chúng ta thấy rằng cái nguyên tắc để mà phát triển hội thánh như thế nào? Có một số vấn đề. Trước nhất là Đức Thánh Linh đã là động lực để phát triển hội thánh của Chúa. Dù có con người, dù có những sứ đồ, dù có những môn đồ, nhưng mà cái điều quan trọng là phải có Đức Thánh Linh. Cho nên Kinh Thánh nói rằng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền năng. Đức Thánh Linh là động lực để mà phát triển hội thánh của Chúa. Hội thánh được Chúa Giê-xu tuyên bố sẽ thành lập ở trong Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 18: ta lập hội thánh ta trên đá này, các cửa âm phủ sẽ không thắng được hội đó. Rồi trong ngày lễ ngũ tuần thì Đức Thánh Linh đã khai sinh hội thánh. Và điều đó không phải là bởi những con người, nhưng mà bởi chính Đức Thánh Linh. Đúng như lời Chúa nói trong Sách-chi-ri đoạn 4 câu 6 nói rằng: ấy chẳng phải bởi quyền thế, chẳng phải bởi năng lực, bèn là bởi thần ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Việc phát triển hội thánh không bởi một quyền thế trần gian, cũng không phải bởi năng lực của con người, nhưng là bởi Đức Thánh Linh. Người ta thường hay nói rằng là đạo tin lành là do cái
do người Mỹ truyền qua. Cho nên họ giống nói rằng Tin Lành là đạo của Mỹ. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, Tin Lành là từ trời. Bởi vì khi Chúa Giêsu giáng sinh, các thiên sứ trên trời đã đến báo tin cho các gã chăn chiên trong cánh đồng Bethlehem rằng hôm nay ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ, là Chúa. Tin lành là từ trời ban xuống chứ không phải từ một cái quốc gia nào hết. Và cũng nhớ rằng là nước Mỹ thì họ chỉ mới được thành lập cách đây hơn 300 năm thôi. Mà tin lành có từ trước vô cùng, và đặc biệt là từ khi Chúa Giêsu giáng sinh cho đến hôm nay là 2024 năm. Vậy thì một đạo đã có quá trình là hơn 2 thế kỷ, hơn 20 thế kỷ, mà có thể ra từ một cái nước mới có 350 năm sau. Cháu nội không thể sinh ra trước ông nội, phải không? Vì vậy họ nói như vậy là sai. Bởi vì họ có một số giáo sĩ, trong đó có giáo sĩ người Mỹ đến truyền giảng tin lành. Nếu như vậy thì người ta sẽ nói rằng là đạo Phật là do mấy người ở bên Tây Tạng, ở bên Ấn Độ truyền qua. Như vậy đó có phải là đạo Tây Tạng hay đạo Ấn Độ không? Hoặc là công giáo thì do các giáo sĩ ở tại Tây Ban Nha ở truyền qua, có là đạo Tây Ban Nha không? Không phải như thế. Kinh Thánh cho chúng ta biết rõ, tin lành là từ Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Vì vậy Chúa dùng Thánh Linh của Ngài để dẫn dắt hội thánh của Chúa, để phát triển công việc của Chúa, để cảnh cáo những tội nhân biết ăn năn tin nhận Chúa. Chúa Giêsu nói chuyện với các môn đồ rằng Ngài sẽ về trời. Sau khi Chúa sống lại, Chúa nói rằng Ngài sẽ về trời. Thì các môn đồ lo lắm, không biết làm sao. Bây giờ có Chúa ở đây, có mộ vì không còn nhờ Chúa. Bây giờ Chúa về trời làm sao đây? Chúa nói ta không để các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác để ở với các ngươi. Đó là Đức Thánh Linh. Và khi Ngài đến thì Ngài sẽ cáo trách thế gian về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét. Rồi Chúa giải thích thêm, về tội lỗi vì họ không tin ta, về sự công bình vì ta đi về cùng cha, và về sự phán xét thì vua chúa thế gian này đã bị phán xét rồi. Chúa nói rất rõ, Chúa Giêsu đến để đem sự cứu rỗi cho toàn thể nhân loại. Chúa hy sinh chịu chết để gánh tội cho con người. Chúa sống lại một cách vinh quang để có thể mỗi người chúng ta thấy được cái sự phước hạnh trong quyền năng của Chúa. Vì vậy Chúa nói rằng tất cả mọi người phải tin Chúa. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu chứ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Chỉ có duy nhất tin nhận Chúa Giêsu Christ thì mới được hưởng sự sống đời đời. Ai tin Đức Chúa Giêsu thì được sự sống đời đời. Ai không tin Đức Chúa Giêsu thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Vì vậy hội thánh cái mục tiêu quan trọng nhất là làm sao truyền giảng tin lành để cho người ta biết Chúa Giêsu và tin nhận Chúa Giêsu Christ. Bởi vì tội lỗi lớn nhất của con người là không tin Chúa Giêsu. Và nếu không tin Chúa Giêsu thì sẽ không bao giờ hưởng được ơn cứu rỗi, mà chỉ ở trong cái sự phán xét của Đức Chúa Trời thôi. Còn về sự công bình vì ta về cùng cha có nghĩa gì? Chúa có một kế hoạch chương trình từ trời đến trần gian, hy sinh chịu chết, sống lại vinh quang rồi Ngài thăng thiên về trời để ngồi bên hữu Đức Chúa Trời, cầu nguyện thay cho chúng ta, làm trạng sư để binh luật vực chung chúng ta. Và công tác cứu rỗi đó đã hoàn tất rồi. Đó là Chúa thực hiện cái sự công bình của Đức Chúa Trời. Bởi vì theo luật công bình Đức Chúa Trời là ai phạm tội thì phải chết. Người nào có tội thì người đó phải chắc chắn sẽ chết, theo như tiền công của tội lỗi là sự chết. Mà nếu như đã đoán định thế gian như vậy thì tất cả mọi người chúng ta đều chết. Nhưng mà cảm ơn Chúa, bởi vì Chúa Giêsu đã đến gánh thế tội cho con người chúng ta. Vì vậy ai tin nhận Chúa, ai ở trong Đức Chúa Giêsu Christ thì được đổi mới, được trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Sứ mạng của Hội Thánh là phải đem tin lành đến cho tất cả mọi người. Về sự phán xét, vua chúa thế gian đã bị phán xét.
vua chúa thế gian là Satan, là ma quỷ, nó đã bị Chúa phán xét bởi vì nó đã làm nghịch với Đức Chúa Trời. Satan là ai? Satan là chính là một thiên sứ sáng láng được Đức Chúa Trời dựng nên, đến nỗi Chúa nói là ngươi là một cherubim cực phẩm. Nhưng trong sách Esai đoạn 14 đã nói rằng ngươi vẫn bụng bảo dạ rằng ta sẽ lên trời, ta sẽ lên trên các ngôi sao của Đức Chúa Trời, ta sẽ đặt ngay ta trên hòn núi của phía Bắc, rồi ta sẽ làm cho mình bằng đấng rất cao. Đó là tư tưởng của Satan. Nhưng Chúa nói rằng ngươi sẽ bị ném xuống tận quả ngục. Đó là lời phán xét rằng cuối cùng Satan sẽ ở trong cái sự phán xét đó. Và Satan luôn luôn đã đưa cái tinh thần kiêu ngạo cho con người ngày xưa, khi nó cám dỗ Eva và Adam. Nó nói rằng các ngươi cứ ăn cái trái cây mà Đức Chúa Trời cấm đi không sao đâu, bởi vì các ngươi ăn cái trái cây đó thì mắt mình sẽ mở ra, rồi mình sẽ được gieo giống như Đức Chúa Trời, bằng Đức Chúa Trời. Bây giờ người ta luôn luôn muốn rằng cái gì của mình cũng phải bằng Đức Chúa Trời, hơn Đức Chúa Trời, giỏi hơn trời, đẹp hơn trời, có những cái điều tốt hơn trời nữa. Đó là tư tưởng của Satan, nó đưa vào trong lòng của loài người bây giờ vẫn luôn luôn như thế đó. Vì vậy xin Chúa giúp chúng ta, để cho chúng ta thấy rõ rằng Satan đã bị phán xét rồi, thì trong tương lai cuối cùng những kẻ đi theo cái sự ảnh hưởng của Satan như thế thì cuối cùng cũng bị phán xét ở trong hồ lửa đầy đầy. Trong Ma-thi-ơ đoạn 8 câu 28 đến 34 thuật lại việc Chúa đuổi quỷ cho hai người ở tại Maraga, và quỷ dữ đã kêu lên rằng lại con Đức Chúa Trời, chúng tôi với Ngài có can hệ gì chăng? Có phải Ngài đến đây để làm khổ chúng tôi trước kỳ không? Satan nó biết rõ nó bị định tội rồi, nhưng mà Chúa chưa phạt nó. Đến một thời điểm cuối cùng thì Chúa sẽ phạt nó. Cho nên nó bây giờ nó thấy Chúa đuổi quỷ ra khỏi hai người ở tại Maraga thì nó la lên, nó nói rằng có phải Chúa đến để đoán phạt chúng tôi trước kỳ của chúng tôi không? Vì Chúa cáo trách con người để con người không chạy theo ma quỷ mà đi đến chung cái số phận của nó. Đức Thánh Linh thuyết phục tội nhân đến với Đức Chúa Trời, Ngài là chân lý vì Ngài là thần lẽ thật. Khi Ngài đến, Ngài sẽ dẫn con người vào trong lẽ thật của Chúa, tin lẽ thật và sống theo lẽ thật. Mà Chúa Giê-xu tuyên bố rằng ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Lẽ thật tức là chân lý, ở trong Giăng đoạn 14 câu thứ 6. Vì vậy chúng ta thấy rằng Hội Thánh phát triển được, mạnh mẽ được, giữ gìn được, phát triển được là nhờ Đức Thánh Linh tác động. Cái nguyên tắc thứ hai là tinh thần mạnh mẽ của lãnh đạo Hội Thánh. Trong Hội Thánh đầu tiên, Chúa dùng các sứ đồ, rồi đến các chấp sự, rồi cả tín đồ để phục vụ Chúa, phát triển công việc Chúa. Kinh Thánh cho rằng họ là những người có danh tốt, đầy đức tin, đầy dạy đức tin Thánh Linh và khôn ngoan. Họ làm việc với một tinh thần rất mạnh mẽ. Chúa dùng các sứ đồ, các môn đồ ngày xưa, bây giờ Chúa cũng dùng các mục sư nhiệm chức, truyền đạo, nữ truyền đạo để mà có thể phục vụ Chúa, để mà có thể lo công việc của Chúa, kể cả các chấp sự. Họ làm việc trong tinh thần kính sợ Chúa. Họ kính sợ Chúa vì họ biết rõ Chúa là ai. Họ biết Ngài là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống. Họ biết Ngài là Đức Chúa Trời quyền năng. Ngài đã đắc thắng tội lỗi, đắc thắng sự chết và đắc thắng Satan. Họ biết rằng hết thảy các quyền phép trên trời dưới đất đã giao cho Chúa. Họ biết rằng Ngài đấng toàn tri, toàn tại, toàn năng và bất biến, và Ngài ở với họ. Cho nên họ làm việc trong tinh thần kính sợ Chúa. Có Chúa ở với mình thì mình không có lo lắng gì cả, bởi vì Ngài luôn luôn dẫn dắt chúng ta và cứu giúp chúng ta. Ngài dẫn đưa chúng ta đi trong con đường phục vụ Chúa cách tốt đẹp. Do đó vì có kính sợ Chúa, cho nên các môn đồ của Chúa sẵn lòng để mà vâng phục Chúa. Họ bị bắt giam trong ngục, nhưng Chúa giải cứu họ ra khỏi ngục và phán bảo họ rằng đi đi, hãy trường mặt nơi đền thờ mà rao giảng cho dân chúng
mọi lời của sự sống. Họ sẵn sàng vâng phục. Sứ đồ nghe bấy nhiêu lời vừa lúc rạng ngày vào đền thờ khởi sự giảng dạy. Chấp sự Philip, như tôi nói, vâng lời Chúa để làm chứng cho hoàng quan Ethiopia. Dầu có nhiều khó khăn, nhưng mà vì tinh thần kính sợ Chúa, tin cậy Chúa, cho nên họ có thể làm việc trong cái tinh thần vâng theo lời Chúa. Thứ hai là họ vững vàng đối diện với những khó khăn. Khi hội thánh bị bắt bớ dữ tợn, nhiều con cái Chúa bỏ chạy để giữ đức tin, thì các sứ đồ vẫn ở tại Jerusalem. Hội thánh tại thành Jerusalem gặp cơn bắt bớ dữ tợn, trừ ra các sứ đồ, còn hết thảy tín đồ chạy tán lạc trong các miền Giu-đê và xứ Samari. Gặp cơn bắt bớ, các sứ đồ vẫn đứng vững, các chấp sự vẫn đứng vững dù là phải bị tử đạo, và sẵn sàng vâng theo lời của Chúa. Chúng ta cũng cảm ơn Chúa vì hội thánh của Chúa tại đây cũng có nhiều khi gặp những khó khăn, có những thử thách, khi người ta chưa hiểu được tin lành, khi người ta chưa nắm bắt được những cái điều mà chúng ta thực hiện. Tin lành, thờ phượng Chúa, đời sống được đổi thay và có một nếp sống hòa thuận, bình an với anh em, thì dần dần người ta sẽ thấy được cái vấn đề. Chứ không phải là một cái quyền lực nào đó của người đời để mà cho người ta có thể thấy được. Khi họ gặp cấm đoán trong việc giảng dạy, chính họ trả lời rằng chính các ông hãy suy xét trước mặt Đức Chúa Trời có nên vâng lời các ông hay là vâng lời Đức Chúa Trời. Vì về phần chúng tôi không thể chẳng nói về những điều mình đã thấy và nghe. Khi họ bị ngâm dọa thì họ hiệp cùng tín đồ mà cầu nguyện, xin Chúa nghe những lời ngâm dọa của những người chống đối và ban cho đầy tớ Ngài rao giảng đạo Ngài cách giảng dĩ. Khi họ bị người ta bắt đánh đập, họ không buồn bã, nhưng Kinh Thánh rằng họ hớn hở vì mình đã được kể là xứng đáng để chịu nhục vì danh của Đức Chúa Giêsu. Họ giảng dạy lời Chúa với năng quyền. Các sứ đồ lấy quyền phép rất lớn mà làm chứng về sự sống lại của Đức Chúa Giêsu Christ, và hết thảy đều được phước lớn. Như phân đoạn Kinh Thánh ở trong Công Vụ đoạn 4, từ câu 32 đến câu thứ 37. Họ giảng dạy lời Chúa một cách rõ ràng nhờ quyền phép của Chúa. Phi-e-rơ giảng dạy cho dân chúng, cho tòa công luận và sứ điệp Chúa Giêsu chịu chết và sống lại, làm cho người ta ngạc nhiên vì thấy sự giản dị và quyền năng, đến nỗi họ nói rằng những người này họ cho là những người dốt nát không học, mà sao họ giảng dạy có quyền năng như vậy. Rồi họ nhận thức rằng họ, những người này từng ở với Chúa Giêsu. Ở với Chúa Giêsu, chính Chúa ban cho năng quyền để mà phục vụ Chúa cách hết lòng. Cái điểm thứ ba, thứ nhất là cái tác động của Đức Thánh Linh, thứ hai là cái sự hầu vì Chúa của các lãnh đạo hội thánh, thứ ba là cái lòng nhiệt thành của các tín hữu. Ở trong Công Vụ Sứ Đồ đoạn thứ 2, câu 42 đến câu 47, vả những người ấy bền lòng giữ lời dạy các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh và sự cầu nguyện. Mọi người đều kính sợ vì có nhiều sự kỳ phép lạ làm ra bởi các sứ đồ. Phàm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau, lấy mọi vật làm của chung, bán hết gia tài điền sản mình mà phân phát cho nhau tùy sự cần dùng của từng người. Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ, còn ở nhà thì bẻ bánh dùng bữa chung với nhau, kết vui vẻ thật thà, ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng. Mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào hội thánh. Rồi trong đoạn 4 câu thứ 32 nói rằng vả người tin theo đông lắm, cứ một lòng một ý cùng nhau, chẳng ai kể của mình là của riêng, nhưng kể mọi vật là của chung cho nhau. Các sứ đồ lấy quyền phép rất lớn mà làm chứng về sự sống lại của Đức Chúa Giêsu Christ, và hết thảy đều được phước lớn. Vì trong tín đồ không ai thiếu thốn cả, bởi những người có ruộng hay nhà đều bán đi, bán được bao nhiêu đem tiền đến đặt dưới chân các sứ đồ, rồi tùy theo sự cần dùng của mỗi người mà phát cho. Vậy có Joseph mà các sứ đồ đặt tên là Ba-na-ba, nghĩa là con trai sự yên ủi, vì họ Lê-vi quê hương tại Chíp-rơ, có một đám ruộng đem bán đi
đem tiền đặt nơi chân các sứ đồ. Chúng ta thấy các môn đồ lúc bấy giờ họ sống rất là yêu thương, hiệp một, tinh thần hiệp một. Họ có tinh thần tương trợ lẫn nhau. Và người ta nói rằng đây là cái chế độ cộng sản đầu tiên của thế giới đó. Cộng sản có nghĩa là cộng tất cả của dùng lại rồi chia nhau tùy theo sự cần dùng. Nhưng mà xã hội cộng sản sau này thì được phát triển, nó trở thành là cộng sản trong vấn đề sản xuất. Nhưng mà ở đây các môn đồ là lấy của mình góp lại để cùng chung nhau, để mà hưởng cái sự sống đó vui vẻ. Và đó cũng là điều trong hầu thánh đầu tiên đã thực hiện. Nhưng mà sau này thì Chúa không cho phép những điều đó. Nghĩa là Chúa muốn rằng phải đi khiến muôn dân trở nên môn đồ ta. Cho nên Chúa bảo rằng phải đi đến khắp thế gian, chứ không phải chỉ ngồi đó để lấy của chung ăn rồi Rồi sau đó là coi như là không còn gì nữa. Không phải như thế. Bởi vì sao? Bởi vì các môn đồ cứ nghĩ rằng Chúa Giê-xu sẽ trở lại liền ngay trong giai đoạn đó. Cho nên họ không cần làm lụng gì hết. Họ cứ lấy ruộng đất bán đi rồi đem tiền đặt chân sứ đồ, rồi phân phối cho nhau tùy những thức ăn như vậy. Đó là điều sai lầm trong cái vấn đề của hội thánh đầu tiên. Vì vậy chúng ta thấy rằng họ có tinh thần tương trợ lẫn nhau, họ có tinh thần dâng hiến một cách hết sức là đầy đủ. Đời sống yêu thương trong một xã hội hận thù là một bài giảng sống để chinh phục người thế gian đến với Chúa. Chúa Giê-xu nói với các môn đồ rằng: ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu thương nhau. Nếu các ngươi yêu thương nhau thì tại điều đó mà thiên hạ nhận biết các ngươi là môn đồ của ta. Vì vậy hội thánh ngày xưa sống trong tinh thần yêu thương, sống trong tinh thần hiệp một, sống trong tinh thần dâng hiến, sống trong tinh thần yêu thương trong một xã hội đầy hận thù. Như điều Chúa nói rằng, ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch, anh em trở nên không vít, trở nên con cái Đức Chúa Trời, không vít, không tì, không chỗ trách được, lại giữa dòng dõi đó giữ lấy đạo sự sống và chiếu sáng như đuốc trong thế gian. Như vậy các tín hữu có lòng nhiệt thành. Ngày hôm nay nếu con cái của Chúa muốn hội thánh phát triển thì đời sống chúng ta cũng phải bày tỏ sự hòa hiệp, yêu thương, gắn bó, không chia rẽ, không bất hòa. Vì khi nào mà chúng ta chia rẽ bất hòa thì hội thánh của Chúa sẽ không bao giờ phát triển được. Dù một hội thánh nhỏ hay là lớn, nếu như chúng ta có sự hiệp nhất thì chúng ta sẽ thấy rằng mỗi ngày Chúa sẽ lấy được những kẻ được cứu thêm vào hội thánh của Chúa. Rồi nếu cái điều thứ ba, thứ hai nữa là họ sống trong cái trung tín ở giữa những khó khăn bắt bớ. Họ không thối lui khi thấy các tôi tớ Chúa bị bắt bớ khó khăn như trong công vụ đoạn 4. Họ cầu nguyện cho các tôi tớ Chúa, nhưng mà họ cũng dạn dĩ rao truyền đạo của Chúa. Họ giữ vững điều mình tin và dù bị tản lạc và bắt bớ, họ can đảm bày tỏ mình là tín hữu của Chúa dù phải bị ném đá chết. Chúng ta thấy rằng sự trung tín là điều quan trọng. Hội thánh trung tín như hội thánh Philadelphia mà trong Khải Huyền đoạn 1, đoạn 2, đoạn 3 đã ghi lại, thì Chúa nói rằng dầu ngươi có ít năng lực mà giữ đạo ta. Và Chúa khen hội thánh là khi hội thánh trung tín với Chúa. Trong thời của đế quốc La Mã thì người ta cũng bắt tín đồ muốn được sống thì phải đến trước tượng của hoàng đế La Mã và tuyên rằng hoàng đế là Chúa. Nhưng mà con cái của Chúa thà chết chứ không thể nào mà làm cái điều đó được. Cho nên ở tại ngay tại thành phố La Mã có 175.000 mộ của các thánh tử đạo. Người ta giết tín đồ bằng mọi cách. Họ cho tín đồ vào trong những cái chỗ thi đấu, trong cái hí trường Colise mà bây giờ nó còn lưu lại những cái vách tường ở tại La Mã đó. Rồi họ thả sư tử ra, chó sói ra đến để mà cắn xé, làm cho tín đồ chết. Họ để cột tín đồ trên một cái những cái cây rồi tẩm dầu rái, đốt cháy tất cả những tín đồ đó như là những cái trụ điện ở giữa thành phố La Mã. Họ làm tất cả mọi điều để giết tín hữu. Nhưng mà cảm ơn Chúa, Đức Chúa Trời vẫn cho họ cứ đứng vững. Đến nơi họ phải sống dưới những cái hầm mộ ở dưới thành phố La Mã. Để cuối cùng đến năm 333 thì một vị hoàng đế La Mã là Constantine đã tin nhận Chúa Giê-xu Christ.
Và ông trở thành cái vị hoàng đế La Mã đầu tiên để mà tuyên bố rằng Tin Lành được tự do rao giảng khắp mọi nơi. Thế thì chúng ta thấy rằng giữa những khó khăn đó, con cái của Chúa sẵn sàng hy sinh, chịu chết để mà hết lòng để hầu lo công việc Chúa, để đem lại hội thánh có nhiều kết quả. Họ sống trong tinh thần truyền giáo, làm chứng về Chúa Giêsu cho người khác, vẫn truyền giảng Tin Lành dù bị bắt bớ tản lạc, nhưng mục đích của họ vẫn là làm chứng về Chúa Giêsu. Thưa hội thánh, sáng nay chúng ta nhóm lại đây để cùng dự cái hội đồng công nhận chi hội ha, hội đồng thành lập chi hội của hội thánh Chúa tại Lê Châm nè. Chúng ta mừng lắm, thấy hội thánh được phước quá, dù trải qua cũng muôn vàn khó khăn, nhưng mà hội thánh Chúa đã được Chúa ban phước, tổng liên hội công nhận, chính quyền công nhận, hợp pháp để sinh hoạt. Thì bây giờ chúng ta phải sinh hoạt trong tinh thần gì? Tôn trọng luật pháp, tôn trọng những luật lệ của hội thánh là hiến chương, nội quy, giáo luật của hội thánh, để chúng ta có thể có một cái hội thánh càng ngày càng tốt đẹp. Mọi người đều giữ lòng kính sợ Chúa, đi con đường của Chúa dạy, để chúng ta có thể hết lòng để mà phát triển hội thánh của Chúa. Dù chúng ta có tư cách pháp nhân, dù chúng ta có những con người, nhưng cái vấn đề quan trọng của chúng ta là gì? Phải nhờ cậy nơi Đức Thánh Linh. Vì Đức Thánh Linh là đấng dẫn dắt chúng ta, hướng dẫn chúng ta trong cái công tác phục vụ Đức Chúa Trời để đem lại kết quả. Thưa hội thánh, một đoàn tàu có trang bị tất cả mọi cái điều tốt đẹp nhất, nhưng mà nếu không có nhiên liệu để khởi động cái đoàn tàu đó thì nó cũng chỉ nằm đó như mà một đống sắt mà thôi. Một cái cỗ máy rất là hiện đại, rất là tốt đẹp, rất là tốn kém, nhưng mà nếu không có dòng điện chạy qua đó thì nó cũng chỉ là một cái đống sắt vụn mà thôi. Một đời sống của tín đồ nếu được huấn luyện, nếu được trang bị, nếu tất cả mọi điều có thể chuẩn bị cho chúng ta, nhưng mà nếu không có Đức Thánh Linh hành động trong chúng ta thì chúng ta cũng chỉ như đồng kêu lên hay là chập chỏ vang tiếng, không ích lợi gì cả. Nếu một hội thánh có đầy đủ về pháp lý, có đầy đủ về tài chánh, có đầy đủ về tổ chức, nhưng nếu không có Đức Thánh Linh hành động thì chúng ta cũng chỉ là một tổ chức tôn giáo mà thôi. Vì vậy, ngoài những vấn đề mà Chúa ban cho chúng ta những nguyên tắc để phục vụ Chúa như điều chúng ta nghiên cứu buổi sáng hôm nay, tức là chúng ta phải có lòng mạnh mẽ của các nhà lãnh đạo, có những cái tinh thần vững vàng của các con cái của Chúa, có lòng nhiệt thành của tín hữu. Nhưng nếu chúng ta không có cái sự tác động của Đức Thánh Linh ở trong đời sống chúng ta thì chúng ta cũng không làm gì được. Vì vậy, xin Chúa cho mỗi người chúng ta hãy vâng phục Chúa, hãy hết lòng làm theo lời Chúa, để Thánh Linh của Đức Chúa Trời hành động trong mỗi đời sống chúng ta. Khi Đức Thánh Linh đầy dẫy trong chúng ta, Chúa ban năng lực chúng ta, Chúa ban ân tứ chúng ta, Chúa cho chúng ta có những kết quả tốt đẹp để hội thánh của Chúa càng ngày càng thêm phát triển. Ước mong của chúng tôi, hội thánh của Chúa của Ban Sự Tổng Liên Hội, là các hội thánh của Chúa trong đất nước Việt Nam của chúng ta, ngoài những cái sự phát triển về hình thức thì nội dung phải được chính Thánh Linh của Chúa hành động. Hội thánh phải được phấn hưng đời sống của mình, con cái của Chúa phải được Chúa tha thứ những điều sai trật, yếu đuối của mình, để rồi chúng ta mới có thể mạnh mẽ cùng nhau đứng lên, cùng nhau hiệp với nhau để mà phát triển hội thánh trong những ngày tháng sắp tới. Xin Chúa ban phước cho hội thánh Chúa tại Lê Châm Nét và tất cả các hội thánh của Chúa trong tỉnh Gia Lai, để rồi ai nấy đều nhờ cậy Chúa để có một cái tinh thần để mà nguyên tắc Chúa cho để mà phát triển hội thánh của Chúa trong những ngày tháng sắp tới. Amen.